Chào mừng các bạn đã quay trở lại VFA Channel. Lại là mình đây. Và trên tay mình đây đang có, đó chính là chiếc Apple AirTag. Một trong những sản phẩm cúc áo mà có được một cái mức giá đắt nhất. Khi cái sản phẩm Apple AirTag này thì nó sẽ có mức giá là 790.000. Nhưng không dừng lại ở đó, bản thân nó đã đắt rồi nhá, lại thêm những cái món phụ kiện đi kèm với chiếc AirTag này, nó lại còn đắt hơn. Khi mà cái dây cao su mặc định dùng cho các sản phẩm đồng hồ này thì nó sẽ có mức giá là 790.000. Như vậy nếu combo các bạn dùng thấp nhất ấy, thì cũng đã tầm là 1.500.000, 1.600.000 rồi đúng không? Và nếu các bạn sử dụng cái AirTag này với dây da thì mức giá của combo đó sẽ rơi vào tầm là hơn 2 triệu đồng cho một combo Apple AirTag. Thì mình thấy nó thực sự là quá mặn luôn. Vậy thì với chiếc Apple AirTag mức giá cao như vậy thì nó làm được những gì, có hỗ trợ cho người dùng cách tốt hay không? Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình test luôn. Nhưng mà trước khi đến với video lần này, thì nếu bạn nào đang có nhu cầu muốn mua cho mình chiếc Apple AirTag này thì có thể tham khảo ngay tại hệ thống của Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Tại vì Di Động Việt đang có sẵn hàng sản phẩm này với mức giá chỉ từ là 790.000 mà thôi. Ok. Rồi, thì đây là chiếc Apple AirTag của chúng ta. Như các bạn đã thấy, thiết kế của nó rất là nhỏ gọn và chiều dài của nó sẽ là tầm 3cm, cũng như là độ dày của nó chỉ tầm là 8mm mà thôi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là với cái độ dày này thì nó chỉ phù hợp đeo với lại cái dây của Apple. Còn nếu chúng ta dùng nó để nhét vào bóp này, dùng nó để đeo chìa khóa thì gần như không được. Tại vì con này không có bất kỳ một cái móc nào mà không có dây silicone, không có cái dây đeo của Apple, thì chúng ta gần như rất khó để có thể sử dụng nó, cũng như ứng dụng nó với những cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Thế nên là đây là một trong những thứ mà Apple đã kiểu có cần rồi nhưng mà chưa có mồi câu, hơi căng cái chỗ này nhá. Nên là khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy cái tính ứng dụng hiện tại của nó sẽ là bỏ vào những cái ba lô như thế này. Đó, chúng ta có thể kéo nó ra, đút vào đây để khi mà chúng ta đi công việc, cà phê hay là chúng ta kiểu để ba lô trong nhà ấy mà không xác định được cái vị trí của nó ở đâu thì với Apple AirTag nó sẽ giúp. Hoặc là với những cái món phụ kiện mà nó mang tính bảo mật, ví dụ như là mình sẽ có một vài chìa khóa hoặc là mình có một vài cái ổ cứng di động ở đây, trong này có thể là lưu dữ liệu của công ty chẳng hạn, hoặc là một tổ chức nào đó, thì cái việc bảo mật cái này rất là quan trọng. Và cũng như là chúng ta không thể nào mà đánh rơi được cái dữ liệu bên trong, nên là chúng ta sẽ bỏ kèm cái AirTag vào đây, đó, đóng lại, thì cho dù các bạn để đâu trong cái không gian gia đình chúng ta đều có thể xác định được vị trí của nó. Và đến với cấu tạo của chiếc AirTag này thì mình thấy nó khá là đơn giản thôi. Nó sẽ bao gồm hai phần, đó, phần màu trắng ở phía trước này, cũng như các bạn sẽ có một cái bề mặt kim loại ở phía sau, logo của Apple. Và với cái bề mặt kim loại này thì nó rất là dễ bị trầy xước. Còn cái phần màu trắng phía trước thì nó rất là giống một chiếc cúc áo luôn. Và bên trong ấy thì với chiếc Apple AirTag thì nó sẽ dùng cho mình cái tiêu chuẩn pin ở đây. Các bạn thấy này, nó rất là giống viên pin của những chiếc xe điều khiển hoặc là những chiếc điều khiển của đèn LED LGB ấy thì chúng ta thường dùng. Thì có một số vấn đề đang lo ngại về cái vấn đề là chiếc Apple AirTag này thì có thể là một số trẻ em nó có thể nút được cái viên pin bên trong. Và với quả pin đang có trên Apple AirTag thì theo Apple công bố nó có thể dùng được tầm 1 năm, thì mình thấy nó quá trâu luôn. 1 năm mà chúng ta thay viên pin này thì cũng chỉ tốn tầm 20-30 nghìn thôi. Và bên trong đây thì các bạn sẽ có là một cái số cái chấu để kết nối với hệ thống pin thôi. Còn cái nắp này thì gần như chúng ta không có bất kỳ một chức năng nào khác. Đó, nó chỉ là cái phần nắp để đậy viên pin bên trong. Nói chung là khá là đơn giản, các bạn chỉ việc bỏ pin vào và các bạn sẽ đóng nắp thì ngay lập tức chiếc Apple AirTag của chúng ta có thể hoạt động được rồi. Và sau khi các bạn bỏ vào thì nó sẽ nghe tiếng một tiếng tít tít, là như vậy chúng ta sẵn sàng hoạt động nhé. Và bản thân chiếc Apple AirTag này thì cho dù cấu tạo đơn giản như vậy mà nó vẫn hỗ trợ cho mình cái tiêu chuẩn kháng nước là IP67. Đó, các bạn để lại gần những chiếc iPhone của mình thì nó sẽ ngay lập tức kích hoạt lên cái AirTag. Các bạn sẽ nhấn kết nối. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái AirTag này cho những tác vụ như là ba lô, chìa khóa, cái ô hay là hành lý, máy ảnh, vân vân và mây mây. Tuy nhiên thì mình thấy rằng các bạn nên dùng nó cho những món phụ kiện mà có giá trị một tí xíu. Ví dụ như là cái ô của nó có tầm 500k thôi đúng không? Nhưng mà các bạn bây giờ các bạn gắn thêm cái AirTag vào tầm 790 nữa mà các bạn mất luôn cả cái ô và mất luôn cả cái AirTag thì hơi khoai đấy. Đó, nên là trong trường hợp này thì mình sẽ gắn nó vào cái hành lý này. Đó, sau đó thì mình sẽ nhấn tiếp tục. Rồi, và như vậy thì nó đang kích hoạt cái Apple AirTag của mình lên. Quá trình kích hoạt thì rất là nhanh thôi, chỉ tầm 10-15 giây đã kích hoạt được rồi. Đây, các bạn đợi mình tí xíu. Đó, như vậy là xong rồi nhá. Xem ứng dụng này, nó sẽ nằm ở đây và cái phần AirTag của mình. Và trên Apple AirTag thì cũng sẽ được trang bị cho mình một chiếc loa. Tuy nhiên là loa của Apple AirTag thì nó rất là nhỏ các bạn ạ. Các bạn có thể nghe thử nhá. Đó, nghe rất là bé luôn, nên là khi mà chúng ta ở trong khu vực rộng lớn hoặc là ồn ào thì cũng rất là khó để có thể tìm được. Và với chiếc Apple AirTag này thì cái khả năng định vị bằng âm thanh của nó thì mình thấy không ngon lắm. Rồi,
Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thực tế luôn cho các bạn xem. Để khi mà chúng ta bỏ vào ba lô và chúng ta để bất kỳ một khu vực nào đó thì liệu rằng chiếc Apple AirTag này có tìm được không và nó sẽ tìm bằng cách nào. Rồi, mình đã bỏ nó vào cái ba lô túi đeo chéo của mình rồi. Ok, thì trên cái phần là tìm của iPhone ấy, Find My Phone ấy, thì bạn sẽ vào trong cái phần hành lý của mình này. Sau đó các bạn sẽ ấn cái nút tìm. Thì ngay lập tức Apple AirTag nó sẽ quét những thiết bị xung quanh và nó sẽ định hướng được là cái ba lô của mình nó sẽ nằm ở vị trí nào. Và lưu ý rằng cái chức năng này thì nó chỉ áp dụng với những chiếc iPhone từ iPhone 11 trở lên có chiếc Apple U1. Còn với những con như iPhone XS đổ về ấy, thì nó sẽ không làm được điều này nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm thực tế luôn. Đây là mình đã kết nối với AirTag của mình này. Thì nó đang tìm kiếm vị trí của hành lý mình. Mình cứ xoay đi xoay lại trong khu vực nhà thì ngay lập tức nó đã tìm được vị trí rồi. Và chúng ta chỉ việc là đi theo cái vị trí đó thôi là có thể tìm được món đồ của chúng ta cần tìm. Đây các bạn thấy không? Nó đang báo là 1,6m trước thì các bạn cứ đi theo. Đây. Đó, 0,8m, 0,5m, 0,2m. Và tại đây, đấy, xịn sò thực sự luôn các bạn ạ. Đó là mình tìm những cái ba lô và mình đã để cái AirTag phía trong cái ba lô rồi nhá. Tuy nhiên thì với cái Apple AirTag này thì mình thấy nó chỉ phù hợp với khoảng cách tầm 5m đổ lại thì nó tìm ok. Còn nếu như các bạn mà tìm nó ở khoảng cách xa hơn tầm là 10m hoặc là chúng ta tìm xuyên tường thì AirTag nó sẽ không tìm được. Hoặc là một số điều kiện, ví dụ như là mình có thể test nước nó đi. Thì đây là trong cái điều kiện mà ví dụ như chúng ta móc nó vào một cái ba lô hoặc chúng ta để nó trong một cái khu vực nào đó mà bị ẩm ướt hoặc là bị mưa chẳng hạn. Ví dụ như ở đây. Đó, mình để cái Apple AirTag vào trong ly nước của mình thì ngay lập tức mất tín hiệu kết nối và chúng ta sẽ không thể nào mà xác định được vị trí. Thì như vậy các bạn thấy rằng là với con Apple AirTag này nó vẫn có một tỷ lệ hên xui may rủi nhất định chứ không thể nào mà chuẩn xác 100%. Cũng có một tỷ lệ cao là chúng ta sẽ mất luôn cả AirTag và chúng ta sẽ mất luôn cả cái món đồ mà chúng ta cần tìm. Đó, nếu như mà nó bị vào nước hoặc là nếu như mà nó bị kiểu mất kết nối trong một khu vực kín chẳng hạn thì gần như chúng ta sẽ không thể nào mà tìm được cái vật dụng của mình. Ok, nói chung thì trong video này thì mình đã cùng các bạn review về chiếc Apple AirTag. Thì mình thấy đây là một cái món phụ kiện rất là hay. Tuy nhiên thì mức giá của nó vẫn còn khá mặn và cũng như là cái khả năng của sử dụng của nó thì chỉ ở một vài cái môi trường nhất định thôi. Còn ví dụ như nhúng nước này hoặc là nó ở trong môi trường kín hoặc là khả năng xuyên tường của nó ấy, thì vẫn chưa được tốt nhất. Và khi mất kết nối ấy, thì nó cũng sẽ chỉ là hiển thị vị trí cuối cùng. Còn nếu như vật kiện này nó bị kẻ trộm đi mất thì cũng rất là khó để có thể tìm lại được. Rồi, vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc Apple AirTag và với mức giá 790k các bạn có mua nó hay không? Hãy để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.